Kính chào quý khán thính giả. Cuốn theo vận nước nổi trôi của quê hương mẹ Việt Nam, như các tôn giáo và các hội dòng khác, tu đoàn nhà Chúa đã bước sang một khúc quanh mới. Và trước những phát triển đa dạng của xã hội thì đời sống tâm linh của con người cũng theo vận nước. Tu sĩ là những người sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Vào một ngày cuối tuần nắng ấm, sau những cơn bão tuyết qua đi, chúng tôi có dịp đến thăm tu viện Thánh Gia thuộc tu đoàn nhà Chúa, cách thành phố Portland khoảng 29 dặm về hướng Tây Bắc, thuộc thành phố Washougal. Tu viện Thánh Gia tọa lạc trên đồi, cách mặt đất khoảng 800 feet với khuôn viên rộng 145 acres, được thành lập vào năm 2006 cho đến hiện nay. Qua các biến cố thăng trầm của quê hương và tu đoàn nhà Chúa đã bước qua nhiều khúc quanh theo dòng lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam. Kính thưa quý bà, chị em, chính cha Đắc Lộ là người đã có công để tổ chức làm thành ra những gọi là tổ chức nhà Đức Chúa Trời. Thì cũng trong thời gian đó thì kính thưa quý bà, chị em, khoảng vài năm sau khi mà cha Đắc Lộ thành lập các tổ chức nhà Đức Chúa Trời và tổ chức nhà Đức Chúa Trời sống một cái giống như là một cái gia đình và chọn mẫu gương Thánh Gia Thất, đó là bổn mạng. Khi mà số dân người Công giáo ngoài Bắc di cư vào miền Nam thì lúc đó cha Giuse Maria Vũ Khoa Cử, ngài là người có công đã gom hết tất cả các thầy giảng ngoài Bắc Việt vào và ở chung với nhau. Và lúc đó thì không còn gọi là nhà Đức Chúa Trời Hà Nội hay nhà Đức Chúa Trời Thái Bình nữa, thế nhưng lúc đó gọi chung là tu hội nhà Chúa. Sinh hoạt hàng ngày của quý linh mục và tu sĩ. Kính thưa quý vị, một ngày làm việc của chúng tôi bắt đầu từ 6 giờ rưỡi sáng, chúng tôi đã được đánh thức. Và chúng tôi 7 giờ thì chúng tôi có kinh sáng, có giờ cơm với nhau. Và sau giờ cơm thì khoảng chúng tôi có những công việc làm. Chúng tôi ở đây chúng tôi có nuôi bò, nuôi dê, nuôi lama, nuôi gà, nuôi vịt, nuôi chim và có cả cá nữa. Thành ra nó cũng có những công việc và anh em chia nhau ra, người thì lo phụ trách chăn nuôi dê, người phụ trách chăn nuôi gia súc, gà, vịt, người thì lo nấu cơm hay dọn dẹp. Vậy kính thưa quý bạn, chị em, một ngày của chúng tôi có 4 giờ kinh, kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều và kinh tối. Trời tuyết rất lặn và năm nay tuyết nhiều quá. Có nhiều người thấy chúng tôi chụp hình, người bỏ lên Facebook, thấy đẹp. Thế nhưng mà quý ông bà chị em đâu có biết được rằng cái giá phải trả. Bởi vì vừa rồi tuyết nhiều và bị icy, đông đá. Cho nên các cây bị đổ xuống rồi mất điện. Chúng tôi đã có những đêm ngủ không có điện, không có sưởi. Phải mặc thật nhiều áo và phải đắp thật nhiều mền. Cho nên chúng tôi là những người trong tu đoàn Tông Đồ Giáo Xứ Nhà Chúa. Những tu sĩ muốn tới mọi nơi. Và để muốn khuyến khích mọi người hãy chọn gia đình Thánh Gia là cái mẫu mực gương, mẫu gương để chúng ta sống. Và chúng ta càng cầu nguyện chung với nhau bao nhiêu thì chúng ta càng sống liên kết với nhau nhiều bấy nhiêu. The more we pray together, the more we stay together. Trong một thế giới không còn ý thức mạnh mẽ về sự hiện diện của Thiên Chúa nữa, thì người tu sĩ phải trở thành chứng tá tin mừng về một Thiên Chúa tình yêu và về đời sống vĩnh cửu mai sau. Chúng tôi, phóng viên Oregon, tường trình cho SBTN từ Washington State.